chút like, hoặc là tùng hạt nhiên đi, hoặc là chân còn đón bộ, hoặc là chân những cái phố cổ này kia này, chỉ là pháp thôi. Là sử dụng cái bút như thế này, mình vừa viết vừa vẽ. Thì cách vẽ và cách viết của thư pháp này ấy, thì sau này anh chị sẽ một bước nữa là anh chị lớn là anh chị vẽ bằng watercolor, tức là cái màu nước. Thì anh chị đã dùng những bút màu quen rồi thì anh chị dùng vẽ màu nước, nó rất đơn giản. Thì hôm nay là bởi vì không có viết cho anh chị được, cho nên tạm thời anh chị dùng bút quen nhé. Bút kia em để ở nhà mất rồi. Thì bây giờ thế này, đầu tiên á là anh chị cắt rửa bút, chị dùng bút nhỏ hơn, anh dùng bút lớn hơn một chút xíu đi ha, hợp lý ha. Thì cái này rất là quan trọng nha, anh chị luôn phải giữ lại để nó bảo vệ cái nói vừa nói quan trọng xong đến rồi cái này là bảo vệ cái đầu bút của mình. Cái đầu bút nó rất là nhỏ, anh thấy không, nó rất là nhỏ. Nếu như mình để mà nó gãy đầu bút, nó gãy đầu bút thì sau này viết nó rất là khó, nó không có đẹp nữa. Cho nên là cái này là nếu mà chị về nhà còn cái này là chị cực kỳ là quan tâm cho em, đừng để mất. Bây giờ anh chị ra giúp em một việc là những cái vòi nước đó anh chị hướng một nước vào tay như thế này để cho nó mềm. Cái công việc này hơi lâu dài, hoặc là anh chị lấy một cái cốc ở kia anh chị nhúng vào, đừng cho cái đầu bút nó chạm xuống cái đáy của cái cốc mà cứ quậy như này, hoặc là để một lúc để cho nó mềm cái lông bút này ra. Nó thật sự mềm cái lông bút này ra rồi á, thì anh chị lấy một bàn tay như này, anh chị cầm một bàn tay trái, anh cầm một tay trái, hai ngón này vuốt nhẹ, cứ vuốt nhẹ cho ra hết cái dầu ở đây đi. Khi mà ra hết cái dầu ở đây rồi, bắt đầu anh chị viên vuốt như thế này, anh chị viên như này cho nó tách những cái lông nó ra để cho nó mềm cái lông ra. Càng làm cho nó mềm lông tốt bao nhiêu thì khi mà viết càng tốt. Là anh chị đã lấy giùm em cái cốc này ra một cái ấy giùm em nhé. Anh để nhanh tốc hành lý thuyết một chút xíu cho anh chị. Anh Cường ấy còn cái bút nào anh Cường? Của từ. Cấu trúc này không có trong thư pháp Việt. Cấu trúc này em mang vào từ cách viết thư pháp của phương Tây để áp dụng vào thư pháp Việt. Bởi vì thư pháp Việt của chúng ta là, như anh chị biết, chỉ quốc ngữ là từ Alexander là một giáo sĩ đến Việt Nam cùng với Trương Quốc Nghĩa, một số những nhà nước người ta soạn thảo ra cái bản chữ quốc ngữ để mình tiện cho cái việc truyền giáo của họ, nhưng mà đồng thời cũng là một cái tạo ra cái chữ quốc ngữ của người Việt. Chữ người Việt chúng ta là vay mượn của chữ Roma, chữ Latin, đồng thời chúng ta có những cái dấu như là dấu A, dấu ớ, dấu á thì nó gọi là tượng thanh. Thì tiếng Việt chữ quốc ngữ là tiếng tượng thanh chứ không phải tiếng tượng hình. Thì cái nhiệm vụ của người viết thư pháp á, là mình sẽ, mặc dù nó không có tính tượng hình, nhưng mà mình phải tạo ra hình ảnh đẹp cho nó. Thì đó là cái nhiệm vụ của người viết thư pháp. Cấu trúc thì nó chỉ có như vậy thôi. Đây là cái cơ bản nhất là cái đoạn khoảng, cái khoảng không gian này, tức là luôn luôn bằng nhau, tức là nó là cái khoảng là không gian của cái chữ chính, nó nằm trong khoảng không gian này. Ví dụ chữ B nằm trên đây, chữ A nằm trên đây, nhưng chữ B nó cao hơn một chút hoặc là xuống thấp một chút, nó sẽ cao hơn, nó dài hơn. Hoặc chữ Y, đáng nhiên nó phải nằm trong khoảng này nhưng mà nó lại lò xuống đây là bởi vì nó có cái đuôi xuống. Chữ R thì là nằm trong khoảng không gian này thôi. Còn cái đoạn chính giữa này á là gì? Là một cái đường, nó gọi là đường cắt để mà mình định hình ra được nó nằm trong khoảng nào của cái từ. Anh Cường thức thức anh che với chị. Chị vừa xuất ra. Bây giờ em vào em giảng lý thuyết nha. Rồi bây giờ em giảng về thư pháp Việt nè. Thư pháp Việt bắt nguồn từ Trung Hoa. Điều này chúng ta không có bàn cãi được, bởi vì thư pháp Việt hay là thư pháp của Nhật Bản hay Hàn Quốc đều bắt nguồn từ Trung Hoa hết, nguồn cội từ Trung Hoa. Nhưng mà qua thời gian
cái văn hóa Việt nó đã phát triển. Và nhất là khi mà em bỏ qua cái giai đoạn chữ Nôm và chữ Hán Việt, khi mà chữ Quốc ngữ đến với Việt Nam, thì lúc đó cái thư pháp Việt nó thay đổi rất là nhiều. Và nó đẻ ra rất nhiều những cái phong trào như là cái trường phái viết thư pháp ở Việt Nam. Thì em vào thẳng chuyên là thư pháp Việt thì nó có những cái thể chữ gì? Ở đây nó gọi là thể thư pháp. Thứ nhất là điền thể. Thể thứ hai là mộc thể. Thể thứ ba là thủy thể. Em cho anh. Thứ tư, phong thể. Thể thứ năm là biến thể. À, bây giờ ta vào điền thể. Điền thể là một thể chữ mà khi mà ngày xưa những cái văn kiện, mà đặc biệt là trong những cái ví dụ như là những cái tổ huấn hoặc là những cái chiếu thư của vua, thì ta biết điền thể nhiều lắm. Tại vì nó tỏ tập cái chữ điền đó là cái chữ vua như vậy nè. Đó là chữ điền nè. Quan điểm của chúng ta chữ điền này là gì? Quyền lực. Nó là chữ điền. Nó là quyền lực. Thì ví dụ như là cái chữ nằm trong đây, ví dụ như em viết cái chữ thư pháp đi. Thư pháp này. Đó. Thì cái chữ thư pháp này á là nó nằm trong một cái khung như thế này. Anh chị hình dung được không ạ? Và cái lối viết của nó là nó không có dày mỏng, nó không có uốn lượn nhiều, mà cái chữ lối viết của nó rất là đơn, nó rất là cứng nhắc, nó rất là mạnh mẽ, nó rất là rõ ràng để cho người đọc, người ta nhìn thấy một cách rõ ràng. Viết cái lối viết cấu trúc như này, ví dụ như thư pháp Việt. À, thì ở đây phải là chữ Nam. Đó, thư pháp Việt Nam là lối điền thể. À, anh chị hình dung là được lối điền thể rồi chứ. Cái lối điền thể này là ngày xưa là vua chúa họ hay dùng. Thì bây giờ có dùng lối này nữa không? Bây giờ gần như không, không ai dùng lối này nữa cả. Mà người ta chuyển qua thường là người ta dùng mộc thể, thủy thể và phong thể. Ba thể này là nhiều nhất. Thể thứ hai là thể mộc thể. Em dậy hơi nhanh nha. Thôi, học trò đến trễ. À, không sao, anh ngồi đi, em mời anh ngồi. Em đang dạy lý thuyết, nếu nó được thì anh có thể coi luôn ạ. Mộc thể là gì? Là lối viết mộc mạc. Là lối viết mộc mạc. À, rõ ràng. Để cho người đọc. Chụp cái này. Chụp cái này mang về nhà luyện một cách dễ dàng. Thì mộc thể đó là như vậy. Thì mộc thể thường hay dùng ở đâu? Mộc thể thường hay dùng ở các kinh tự, kinh Phật. Kinh Phật là mộc thể dùng nhiều lắm. Mộc thể gần như đa số là viết trong kinh Phật. Cái thứ hai, cái thứ hai nữa mộc thể dùng ở đâu? Mộc thể dùng ở ngày xưa Trung Quốc á, là có những cái ví dụ như là tác phẩm văn học của Trung Quốc, ví dụ như tứ đại kỳ thư của Trung Quốc, hoặc là những cái ví dụ như cái kinh của cái bậc thánh hiền của Trung Quốc, ví dụ như là Tam Tự Kinh, hay là kinh khổng là những cái cuốn sách của Khổng Tử, Lão Tử, họ viết theo lối mộc thể để tiện cho việc truyền bá.
Nhưng cái chữ này của em truyền bá thua này. Tại vì em viết này là em là người viết cái lối thuần thể và phần thể. Thế nên khi em viết này mọi người rất khó đọc. Đúng không ạ? Nhưng mà cái mộc thể khác. Vì em ví dụ về lối mộc thể, vì em viết chữ mộc. Nhanh quá không chị? Dạ. Tại vì mình sau mọi người chưa được tập tiên nhanh một chút xíu để kịp. Thì thủy thể thì nó không có nhiều lắm đâu. Thủy thể là lối viết như nước đổ hay là như thác đổ. Và mục đích của lối viết thủy thể để làm gì? Mục đích của lối viết thủy thể là để tạo ra cái sự mượt mà, tạo ra cái sự nhẹ nhàng, cái sự uyển chuyển của chữ nghĩa, của con chữ của thư pháp Việt Nam. Tại sao lại phải làm như vậy? Thường á, lối viết thủy thể là viết từ trên xuống. Ngay cả thư pháp Trung Hoa cũng vậy, họ cũng có thủy thể của họ. Họ cũng viết từ trên xuống, rơi xuống như là các bác biết rồi. Ví dụ như là chữ thủy này đi, nó không có nằm hàng ngang như thế này, nó không có từ trái qua phải như thế này, nó thừa ra một đường thẳng như thế này, mà nó sẽ thêm một cái đường xéo xuống như thế này. Nhưng cấu trúc nó không có thoát ra khỏi cấu trúc này. Tức là gì? Chữ U và cái chữ H này và chữ Y này nó nằm đều theo một cái khung ở giữa này. Chỉ có chữ H và chữ T này nó cao hơn thôi. Ở đây anh chị nhìn thấy này. Chữ H và chữ T nó cao hơn này. Cảm ơn Hàng nha. Anh chị thấy không? Các nó cao hơn ở trên này nè. Thì thế là lối viết xuống như vậy. Có người ta không viết này để cho anh chị dễ nhìn. Có người ta còn viết như thế này cơ. Để khi mình biết cái thể chữ á, mình nhìn mình mới biết được người ta viết như thế nào. Thì gần như là nó một chiều thẳng đứng. Nó là chữ thủy. Nó là một chiều thẳng đứng xuống luôn. Chị nhìn rõ không? Chị nhìn thấy được không? Đây là chữ thủy nè. Là viết lối thủy thể. Đây là người Trung Hoa, người ta thích viết lối này lắm. Bởi vì tại sao người ta viết lối này? Bởi vì anh chị có biết người Trung Hoa người ta viết cái chữ mà có thể là ta dùng một nét bút mà người ta viết được 3-4 chữ một lúc. Không phải là một nét mà lấy được một nét đâu. Bởi vì ta viết một cái lối này nè. Ta viết lối này lối liên tục, ta viết liên tục xuống thế này. Thì bắt đầu cái nét nó liền nhau. Nhưng mà thường á, cái chữ thủy thể này á, nó là tiêu đề. Ví dụ đây là một cái bức tranh thư pháp của anh chị. Thì cái chính giữa này, ví dụ như anh chị viết chữ nhẫn. Hai bên, chữ nhẫn là đại tự, anh viết cái lối thủy thể. Nhẫn như thác nước đổ xuống. Đúng không ạ? Nhẫn như thác đổ xuống. Tức là nhẫn là gì? Cúi mình xuống, khiêm nhường, đúng không? Thủy thể, mình ý muốn nói là sự khiêm nhường. Thì đây là viết chữ thủy, nhưng mà anh chị có thể tưởng tượng là chữ nhẫn, ví dụ như vậy đi. Thì bắt đầu những cái chữ tiểu tượng mình viết ở đây. Ví dụ như rằng là ở đời nhẫn một chút sóng yên gió lặng lùi bước biển động trời cao. Em ví dụ như vậy thì mình sẽ viết hai hàng bên này. Xung quanh đây mình ở những cái góc của những cái bức thư pháp mình để vẽ hoa
vẽ cây, tùng cúc trúc mai, tùng hạt diên niên, hay là bách hoa, hay là bất cứ cái gì mà anh chị thích thì anh chị có thể vẽ đây. Đây là cái thường cái hướng design. Thì kiểu design này là kiểu design của người Trung Hoa làm rất là nhiều. Đó là bức tuyển giống như em để ở đây nè, anh chị thấy. Rồi, đây là thủy thể nha, giờ tiếp tục phong thể. Có những anh chị đây em còn chưa dạy phong thể và biến thể nữa, nhưng hôm nay em làm luôn. Tại vì có anh ấy quay phim cho nên là em muốn để cho mọi người hình dung luôn. Phong thể là gì? Phong thể là lối viết. Các nét chữ được kết nối với nhau mang tính liên tục. Kết nối mang tính liên tục. Như là chữ được hình dung có thể như là một cơn gió vậy. Viết giống như một cơn gió vậy. Mục đích của nó để làm gì? Mục đích của nó để khi mà có những cái người người ta viết chữ thư pháp cao rồi đó, người ta chỉ viết một nét thôi, không viết đến nét thứ hai. Em ví dụ, em viết hai chữ như nhiên mà chỉ một nét. Thì đây là chữ như nhiên, vì em biết mặt bút này nó chưa được rõ ràng lắm đó. Đây là phong thủy thể, thì khi đó cái phong thể là chúng ta không được phép nhấc bút lên đó, hoặc là như thế này, hoặc là bây giờ ta viết cái chữ mẹ. Chữ mẹ đó, em biết là tôi không được. Phong thể khác được ở chỗ nào? Phong thể có thể nằm ngang được. Một cái tác phẩm thư họa của anh chị là vừa vẽ vừa thư pháp. Anh chị viết một cái chữ nằm ngang ở đây. Tâm viết là phong thể nha. Tâm. Nằm ngang luôn. Trong một cái bức tờ giấy như thế này, ở đây anh có thể chỉ có thể viết vẽ kỳ bất cứ gì được. Phong thể nó khác thì nó có thể viết chữ ta nó nằm ngang hoặc thẳng đứng xuống cũng được. Rồi cái cuối cùng là biến thể. Biến thể thì không có bất cứ quy tắc gì, không có bất cứ định nghĩa gì, nhưng chỉ có khái niệm về nó mà thôi. Chỉ có khái niệm về biến thể nha, chứ không có định nghĩa về biến thể. Tại sao người ta gọi, tại sao người ta nói là chỉ có khái niệm về biến thể? Bởi vì biến thể là lối viết theo tâm cảnh, theo tư tưởng, thậm chí theo triết lý của người viết. Và biến thể viết là phá vỡ toàn bộ những cái bố cục cơ bản, những cái bố cục cơ bản của thư pháp bình thường để tạo ra một loại chữ riêng. Một loại chữ riêng, cái này là quan trọng nhất nè, của chính bản thân người viết. Nhưng mà không phải ai cũng tạo được chữ riêng này, bởi vì người ta phải nắm hết được tất cả những cái basic cơ bản này. Ta phải viết những cái cứ hết rất giỏi rồi, người ta mới viết đến chữ biến thể. Nhưng mà chữ biến thể lại không thể nào mà ngay cả em ở đây mà em thích lại viết biến thể đâu. Bởi vì biến thể nó là tâm cảnh. Em lấy ví dụ, ngày xưa có một cái câu chuyện rất là hay, tức là cái ông gì ở Việt Nam mà ông ấy thi rớt mấy lần ấy, tự nhiên quên mất tiêu tên này. Thì ông ấy có tặng chữ cho người bạn của ông,
là lúc đó ông viết theo cái sự, nói chung là cái tâm cảnh của ông đó là ông là một cái người có tài nhưng mà thi phận. Ví dụ như là ông viết chữ phận thì lúc đó cái chữ phận của ông, đây là em ví dụ thôi, nó không phải là biến thể. Em ví dụ thì biến thể là nó viết bằng tâm cảnh, em chưa có tâm cảnh đó em không biết được. Thì chữ phận bình thường á là chị nhìn nó là như thế này đúng không ạ? Đúng không ạ? Chữ phận này, chữ P, chữ H, chữ A, N. Nhưng cái phận của một người tử sĩ mà giỏi có tài mà không được phục vụ cho đất nước hoặc là bị chèn ép thì chữ phận nó kinh khủng. Chữ phận đó là nó thành chữ phẫn. Phẫn nộ. Đúng không ạ? Thì người ta sẽ viết theo rất nhiều cách, ví dụ như là cái bút này thì khó thể hiện ra được, ví dụ như chữ phẫn này. Thầy có cái mẫu của cái chữ phẫn đó không thầy? Của như Tú Xương à? Tú Xương viết à? Cái mẫu thì không có, tại vì không bao giờ có mẫu biến thể. Nhưng anh chị lên mạng có, ví dụ như trên mạng có một cái ông họa sĩ. Ông là người rất là giỏi. Nhưng mà ông ấy bị đẩy ra khỏi, chắc là em nghe đoán thôi nha, em không biết, đẩy ra khỏi hội mỹ thuật Việt Nam. Tức là ông ấy đi cứ về nhà, ông viết chữ tức giận. Tức giận tức là ông cầm cả cái bút như này, ông tì hẳn xuống tờ giấy như này, kéo một đường sang này, mà lúc đó là ông viết theo cái tâm cảnh của ông là cao nhất luôn, là gần như là phá mọi bút pháp, phá hết cả bút pháp, kéo từ bên trái kéo sang bên phải, rồi cái chữ tức ở đây. Chữ tức nó khủng khiếp, nó mạnh mẽ, nó mang đầy năng lượng, nó mang đầy sự bán dẫn, thì nó cũng là biến thể. Hoặc thậm chí không chỉ biến thể nằm ở trong những cái chữ như là phẫn nộ hay tức giận, mà chữ yêu thương hay là chữ tha thứ nó cũng có thể, mình có thể biết biến thể được. Vì sao ạ? Vì thực sự là định nghĩa là khó lắm. Cái tâm cảnh của con người, ví dụ như là nó có thể là cái sự kết hợp giữa thủy và phong, yêu thương, xin lỗi tới đây không được phép nhiều nữa. Thì đây cũng có thể tạm gọi là lối biến thể. Tại sao em tạm gọi là biến thể? Bởi vì nó vẫn, chữ nó vẫn còn rõ ràng quá, và nó chưa mang tâm cảnh của người viết. Bởi vì em đâu có tâm cảnh của yêu thương ở đây. Ví dụ như là một cái người chồng rất mực yêu thương người vợ mình, khi người vợ đã bị bệnh nặng, ông ấy không biết làm sao cả, nên viết một chữ thư pháp để tặng cho vợ mình. Thì ông viết cái chữ yêu thương đó bằng tất cả tâm cảnh của ông, phá vỡ tất cả những bố cục mà cơ bản mà bình thường người ta viết, thì cái chữ yêu thương nó viết khác hoàn toàn. Chữ yêu thương ở đó là người ta nhìn thấy có thể là nó có sự kết nối với nhau, hoặc là chữ chân ái. Chữ chân ái cũng rất là hay. Chân ái là gì? Chân là chân thiện, chân mỹ, chân tâm. Ái là tình ái, là ái mộ, là hỷ nộ ai ố, cũng cái sự chân ái, nó gọi là cái sự chân tình. Có nhiều người người ta biến thể, ta biết chữ chân ái rất là hay, người ta biến chữ C hình như là càng khôn. Trong một cái tờ giấy lớn, người ta viết một chữ C lớn như thế này, xong rồi tất cả chữ nhỏ ở trong. Chân ái, cái chữ C nó nằm, nó nuốt chọn cái chữ chân ái. Anh chị hình dung được không? Em viết cái bút này nó mờ quá, anh chị có hình dung được không ạ? Thì cái chữ C này nó tương đương giống như là cái càn khôn á. Là chân ái là gì? Chân ái là bao dung, đúng không ạ? Chân ái là bao dung, là mở rộng. Thì ở đây người ta có thể viết là gì? Mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, ung dung tự tại, đời
dâu. Thì chữ chân ái này nó cũng có bao hàm ý nghĩa của con người luôn, đúng không ạ? Thì đây đây cũng là đây chưa đạt được mức độ biến thể, bởi vì em chưa có tâm cảnh để em biết nó. Mặc dù em biết nó nhưng mà nó phải có một cái trường hợp đặc biệt nào đó để em biết, cho nên là không phải ai mà ví dụ như là anh chị ví dụ mốt anh chị đi ra anh chị thấy có người viết thư pháp, nó bảo tụ chữ tôi cao lắm, tôi viết biến thể anh, mà chị hỏi thẳng em lúc đó tâm cảnh của các anh các chị là gì, và cái triết lý trong cái chữ này của anh chị nó là gì? Vì anh chị là người học thư pháp mà anh chị biết mà, người ta không bịp được mình, tại vì cái chữ biến thể nó rất khó, nó phải có hoàn cảnh đặc biệt, yêu thương hay là tình yêu, love, tình yêu hay là tình cha con, tình mẫu tử, nó phải có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt nó mới tạo được cái chữ biến thể. Người cha bao nhiêu năm trời thấy người con không học hành, chơi bời, nghiện hút, làm một cái như vậy, đến một ngày nào đó người con thay đổi, nó lại làm những điều tử tế tốt đẹp, ông xúc động quá ông rơi nước mắt, ông viết một cái chữ, thì cái chữ ông viết đó, ví dụ như là ông viết cái chữ nào, ví dụ như là ông viết cái chữ gọi là ông ấy ví dụ như là ông hạnh phúc quá mà ông có thể ông viết cái chữ là tri ân cho ví dụ như cho vợ mình, hoặc là ông hạnh phúc quá ông có thể viết cái chữ thậm chí ông có thể viết chữ hạnh phúc cũng được, thì cái chữ hạnh phúc của ông viết hoàn toàn khác bình thường, tại vì cái tâm cảnh của ông lúc đó khi mà ông chị ba nhé, ông thấy được cái con trai của ông thay đổi, làm những điều tốt, nhiều điều hơn, thì muốn đạt được những trình độ nào thì do cái quá trình cái người đã tu luyện từng bước. Đầu tiên á là bao giờ nó cũng phải có bút pháp. Nó là gì? Kỹ thuật. Thứ hai là bút ý. Bút ý đó là gì? Là bút ý đó là khi mà mình viết đến mức độ nào đó rồi đó, mình không cần phải nghĩ nữa, chữ tự ra trong người mình. Nó gọi là cũ xạ tự nhiên hương, nó tự ra trong người mình luôn, thì nó gọi là bút ý. Bút pháp nó chỉ là kỹ thuật thôi. Thì bây giờ nói một chút xíu về thư pháp Việt Nam. Em đang giảng về các thể rồi đúng không ạ? Bây giờ giảng thư pháp Việt Nam. Thư pháp Việt Nam nó có một cái nó gọi là văn phòng tứ bảo. Tiếng Hoa gọi là văn phòng chi bảo. Văn phòng tứ bảo bao gồm là gì? Bút, giấy, mực và ấn. Nói xíu về cái ấn này để bỏ mình về. Em nói về nó để bỏ nó đi. Ấn này á, ở Việt Nam vẫn không có ai người xài nữa. Nhưng mà không ai xài nữa. Tại vì không cần thiết, người ta phải bây giờ thời đại bây giờ chẳng thiết phải dùng ấn, người ta ký chữ ký cũng được rồi. Đâu cần phải ấn làm gì nữa. Ấn ngày xưa là bởi tại sao người ta hay dùng? Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc thế thôi. Ngày xưa nếu mà muốn để học được thư pháp này á, là con nhà giàu. Nó có tiền để mua bút để học thư pháp, nó có tiền để mua giấy mọc thư pháp, chứ con nhà nghèo sao mà mua. Thì cho nên là để có được cái chữ ngày xưa rất đổi. Cho nên mới có những cái câu chuyện ở Việt Nam mình là trừng bên khố chuối này, chạm trừng là những cái người bị chạm ở Việt Nam nghèo khổ nhưng họ cắn răng họ học để họ viết, họ hành tài. Khi mà họ hành tài thì họ phải có cái ấn của họ là gì? Cái bút danh của họ là thế, cái danh của họ, cái danh của họ, ai viết tác phẩm này người đó là ai. Thế nhưng bây giờ đâu cần nữa đâu, bây giờ nó những cái này nó xuyễn quá rồi, không cần, người cần chữ ký là đủ rồi. Bút thì sao? Bút thì như hồi nãy nói Hắc Mao Vĩ và Bạch Mao Vĩ, thực ra không phải là Hắc Mao Vĩ nữa mà nó chỉ đơn giản là Mao Vĩ thôi, nhưng mà có cả Bạch Mao Vĩ. Làm từ lông chó sói, đuôi ngựa và cả nhân tạo, bây giờ làm cả nhân tạo. Giấy
Ngày xưa ở Trung Quốc người ta dùng giấy xuyến chỉ. Bây giờ vẫn còn dùng nha. Xin lỗi. Xuyến chỉ. Bây giờ vẫn còn dùng. Cái giấy xuyến chỉ này á là có nhiều người bảo là viết trên mấy cái giấy này không phải là chưa phải là những người viết thư pháp. Viết thì giấy xuyến chỉ mới là những người viết thư pháp. Đó thì cũng đúng. Không sai. Bởi vì giấy xuyến chỉ nó thấm rất là nhanh. Thấm cực nhanh. Đòi hỏi viết thư pháp là kỹ thuật rất là cao. Viết rất là nhanh. Viết cái này là cái bút để xuống một cái là hết mực. Để xuống cái là nó ngấm hết mực rồi. Nhưng mà bây giờ thực ra thì cái thời đại bây giờ cũng không quá là o ép người ta như vậy. Mình có rất nhiều loại giấy gò, giấy gió, rất nhiều loại giấy khác nhau. Để mà mình giấy A4 mình chỉ tập thôi, mình tập thôi mà. Đâu có không quan trọng cái chuyện đó. Mình chỉ giải thích sơ sơ thôi. Còn mực là cái mực này thì quan trọng này. Mực á thì khi mà mình viết cái mực á là mình viết bằng lòng. Thường em để cho mọi người tập mực á thì mực nó nhạt thôi. Và để cho anh chị hiểu được cái technical và cái bút pháp thôi. Còn khi mà anh chị đã giỏi rồi á, chị viết cho mình mực á của ấy là làm từ đá. Nhưng mà mực làm từ đá nguyên thủy á, mài ra thì rất là mỏng, mỏng, nó chỉ có dùng để viết trên giấy xuyến chỉ. Nhưng mực bây giờ nó pha oi vào. Nó có chất dầu. Ô chào chị, lâu quá không gặp. Nó có chất dầu để làm cái gì? Độ kết dính thì có thể viết trên cái tờ giấy này. Nó pha một oi vào. Thì mình nên viết những cái mực mà có oi này nó sẽ đẹp hơn. Rồi, như vậy là xong phần lý thuyết cơ bản về chung chung. Bây giờ em sẽ chỉ thẳng vào mọi người luôn cách viết thư pháp và các nét cơ bản ban đầu tiên của thư pháp. Và bây giờ xong cái này là mình thực hành luôn nha. Thì hôm nay em sẽ dạy anh chị mới là ba nét. Nét đầu tiên á, trung phong hành bút. Trung phong hành bút. Nét thứ hai là thiên phong hành bút. Thứ ba là tàn phong. Ba nét này cơ bản anh chị phải luyện bằng được thì mới nói đến chuyện viết chữ. Ba nét này không giỏi viết thư pháp rất khó. Rồi, nhưng mà không khó để học được, dễ lắm. Mọi người yên tâm. Rồi bây giờ bắt đầu vào nhá. Anh chị ơi lên đây à, chị viết xong lên đây giùm em. Không phép gì giấy. Tuyệt đối khi viết thư pháp không bao giờ giấy. Thì bút. Bút nè. Còn chia làm 3 phần. Cuốn bút, bụng bút, đầu bút. Đầu bút cũng chia làm 3 phần. Đầu bút, bụng bút và cuốn bút. Bao giờ mình cầm cũng cầm ở giữa bút. Như thế này. Để viết cái chữ bình thường nhé. Có nhiều người ta cầm một cuốn bút là gì? Khi người ta viết biểu diễn, người ta viết những cái tác phẩm lớn, người ta cầm một cuốn bút để... Hoặc là viết cái phong thể, cầm một cuốn bút để chắc tay của người ta có thể uốn lượng được thêm cái nét chữ mà ta muốn. Và khi viết á, người ta dùng cái lối viết là ngũ chữ pháp. Ngày xưa nó gọi là ngũ chữ pháp, bốn ngón tay nằm quên, ngón tay này nằm quên. Mấy chữ pháp. Không cần để tập tự nhiên cái này. Để nhưng bây giờ người ta không cần thành chữ pháp nữa. Đâu có. Để bạn em đưa. Tại sao? Bởi vì cái chữ tiếng Việt mình nó không giống như chữ tiếng Hoa. Nó là chữ Latin. Nên chúng ta chỉ cầm, thậm chí có nhiều người cầm những viết bút bi thì được. Nhưng mà cầm viết bút bi này người ta chỉ viết chữ nhỏ thôi. Còn viết những cái chữ thư pháp thực sự thì rất khó. Người ta phải cầm thế này. Cầm ngay bụng bút để viết. Thì khi cầm ngay bụng bút để viết như thế này á, khi mình lấy mực bút á, mình phải để ý là khi mình lấy mực bút là cái mực ở trên cái lông bút nó phải mềm đi. Mình không có quét hết mực đi nhưng mà nó phải mềm đi mà. Để làm gì để nó còn mực ở trong bút này mình viết à, thì cái nét đầu tiên mà mình học nó gọi là trung phong hành bút. Trung phong hành bút là gì? Là để bút vuông góc với tờ giấy. Vuông góc với tờ giấy. Kéo cái cuốn bút nghiêng vào phía cơ thể của mình. Đặt bút nhẹ chạy
đầu bút chạm xuống tờ giấy, tay trái giữ tờ giấy, tì từ đầu bút và bụng bút xuống tờ giấy, kéo nhẹ từ trái sang phải. Tới điểm này, nhấc lên. Anh chị thấy chưa? Cái nét này giúp cho anh chị là cảm. Cái đầu tiên là phải cảm, cảm được nét. Lại nè, trung phong hành bút. Không phải cái này, bùng gọt. Bùng gọt, miếng này miếng bùng gọt. Thì trung phong hành bút mà chỉ có bằng tay trái chạm xuống tờ giấy, nhưng cả cánh tay phải này nằm ở trên không, thì gọi là không bút. Cái này trung phong hành bút. Trừ khó. Cái này bên này là bút. Tại sao mà không bút? Không bút là khó nhất của mình sao? Mà tại sao để các anh chị trước? Tại vì cái không bút nó khó, nhưng mà anh chị tập được sau này, ví dụ anh chị viết những chữ nhỏ tiền nhỏ thì mình không cần ở bút bút, mình cần ở đầu bút như này. Giỏi được. Ví dụ như vậy, mình viết bằng cái đầu bút. Thì bây giờ em trở lại một chút xíu. Đây là gì? Đây là cái nét nhất của Trung Hoa, đúng không? Chữ nhất của Trung Hoa. Chữ nhất của Trung Hoa là trung phong hành bút rồi. Bây giờ là thiên phong hành bút nè. Thiên phong hành bút là vuông góc của tờ giấy, đặt nghiêng một cái góc 45 độ so với tờ giấy, qua bên hướng bên phải, chạm đầu bút xuống tờ giấy, kéo từ trái qua phải. Kéo từ trái qua phải. Kéo từ trái qua phải. Cứ tập như vậy. Kéo từ trái qua phải. Không có hướng vào nhảy. Không được phép như vậy. Không được phép như vậy. Mà là như vậy nè. Kéo này. Kéo cả bút đi nè. Anh chị thấy không? Kéo cả bút đi nè. Kéo cả bút đi nè. Kéo cả bút đi nè. Nằm nghiêng ra như thế này. Cao quá còn cao quá. Nghiêng ra như thế này. Kéo đi như thế này. Kéo đi như thế này. Đây, đây. Còn đi ra thế này. Kéo. Kéo thẳng một đường. Anh chị biết kéo violon không? Vâng. Kéo violon nè. Đó, đang kéo violon nè. Đó, cái đó. Đó. Rồi. Vậy tao có tập tặng gì đó. Nét thứ ba là nét tối quan trọng nhất trong hai cái nét này. Nét tàng phong. Nét tàng phong dùng trong thư pháp rất là nhiều. Nét tàng phong như thế nào? Ủa, thần mà không thấy không? Đây là một nét tàng phong. Anh chị thấy không ạ? Anh coi lại nè. Nét tàng phong rồi nha. Nhìn nè. Nét tàng phong này rất khó. Rất nhiều người. Chỉ là đó, nét tàng phong. Tại sao lại có cái nét tàng phong này? Tàn phong là gì? Tàn là ẩn, đúng không? Tàn ẩn mà. Là dấu nét của mình. Dấu nét của mình. Nó không có lộ ra những cái nét này. Nét này lộ nét nhọn này. Lộ nét vuông này. Tàn phong là dấu nét đi. Mà tàn phong thì dùng nhiều không? Nhất dùng rất nhiều luôn. Em ví dụ như là không biết chữ tâm bình thường nhất là chữ tàn phong. Chị cần cần khi mà chị lấy bút ra thì thấy cái lông như thế này, thì chị phải lấy ra thì có thể vướng bút của mình. Đây là nét tàng phong. Chị thấy không ạ? Chị Tâm. Tâm này là tâm bình thường nhất mà em biết. Cái nợ này là hơi quá tay một chút, tại vì cái rất là một chút, đây là anh viết lại cho anh chị thôi. Đó. Cái nét tàng phong mình dùng rất là nhiều. Còn dùng ở đâu nữa không? Nhiều lắm. Ví dụ như là chữ... chữ thiện đi, chữ thiện đi.
thầy viết từng chữ một rồi dùng nét cảm không ở đây em tìm viết viết cho chờ nó quay à. Đến càng nhìn rõ tâm thì tất cả những cái chữ này họ dùng cái nét tàng phong rất nhiều, chưa phải là chữ chữ đẹp đâu, nhưng mà ví dụ như là bây giờ mình có thể mình không dùng nét tàng phong được không? Được, mình đều có thể không dùng nét tàng phong được. Mình có thể dùng nét khác, ví dụ như là anh dùng nét thiên phong, thay vì thiên phong anh đặt như thế này, biên mặt xéo xuống như thế này. Cũng là cái nét thiên phong. Còn mấy cái chữ này anh đừng có để ý, anh đang nói về cái chữ đầu tiên thôi. Thì anh chỉ có thể một cái hình dung nó rõ ràng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập. Anh chị sẽ bắt đầu vào tập luôn. Là nét chữ nhất đầu tiên là lối trung phong hình bút. Anh chị cũng phải đọc xong. Anh đủ lên mới hôm nay lấy mực nhưng mà đều, cái bút không được. Không được phép để lấy mực phải đều hết bút, cái bút phải nhấn xuống anh đừng có sợ bút ở đâu cái bút này nên là bút dạ không sợ bút đâu nha, không bao giờ sợ bút đâu. Rồi xong chưa, cái bút này cũ, tay trái từ giấy tay phải đặt bút góc với từ giấy nghiêng vào trong lòng mình, anh được quét hết mực đi, đúng rồi, nghiêng vào trong lòng mình, nó rớt xuống không sao đâu, đặt nhẹ chạm đầu bút xuống thì chạm cái đầu bút xuống thì giấy chứ, không được, nó ứng cái bút bút xuống, kéo nhẹ từ trái qua phải, nhét bút lên, nó không có đi, cái này nó gọi là gì? Cái này nó gọi là anh chị nhìn nè. Khởi bút, hình bút, thu bút, mày thấy chưa? Khởi bút, hình bút, buông bút, anh buông bút nhanh quá, bút chậm thôi, anh buông đầu như này, buông đầu như chị này, anh buông bút nhanh quá, nó phải như lúc này, cái này đúng rồi, anh không thấy bút, anh lấy mực đi, bút không phải vẽ này, anh phải nhìn bút của anh, đó, mọi người thấy không? Không được phép để cái bút của mình nó bị vẹo, nha. Đúng rồi. Nhẹ nhàng bút lên, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi. Anh quét cái mực đi rồi, đừng quét cái mực đi, cái mực được rồi. Rồi. Hình bút, nhìn lại một chút, buông bút, chính xác. Làm sao để mình buông bút mà không thấy vậy? Không quan trọng, cái quan trọng là lúc chỉ tìm. Nào, ví dụ thế này nhé. Chỗ này chị nghĩ lại một chút thì nó không có biển giống như vậy, không bị lan giống như vậy, được không ạ? Nào, cái phần buồn bút này á là chị nhìn này, mặc dù
thì cái này là nét xước nha. Không bị gì cả. Bởi vì anh chị tì ở đây. Nhưng mà khi nét xước này là mình nhắn viết à? Nét xước, nét xước trong thư pháp là có nhiều người cố tình họ tạo ra nét xước bằng cách là họ viết thiếu mực thì nó tạo ra nét xước, nhưng mà thực chất nó không đúng. Nét xước á là do khi mà mình viết á, mình vô tình mình tạo ra. Ví dụ như đây là anh chị thấy em lấy rất nhiều mực, bút em đậm mực này, thấy không? Bút em rất dày mực này, em viết chữ nét xước cho anh chị thôi. Viết chữ Phúc đi. Đây có phải nét xước không? Là do quá trình mình viết mình tạo ra một cách tự nhiên, chứ không phải là mình cố tình. Có nhiều người người ta để cái bút người ta không có một tí mực nào nữa cả. Còn tôi cố tình, tôi cao lắm, tôi viết nét xước, viết cái chữ ngộ này, ngộ này. Nhưng mà cái nét xước như thế này á là nó chiếm được 2/3 cái chữ, mà một nét xước chiếm 2/3 chữ là đây không phải là nét xước, đây là nét thiếu mực. Đó là như vậy là khi mà xuống bút, khi mà kéo để cho có xước á, nó tự nhiên ra. Khi mà mình viết đến một mức độ là đó, anh viết đến mức độ là đó, tự nhiên nó ra. Đó, chứ nó không gượng ép đó. Mà bây giờ anh chỉ cần tập cái mặt cơ bản trước. À, chỉ như thế này, chỉ ư đây nha, vuông góc này, nghiêng vào cơ thể mình này, chạm xuống này, từ trái vào phải là tới đây này. Chỉ giữ một lúc, anh chỉ giữ một lúc, nhắc lên nghiêng bút vào lòng mình, chỉ đưa thể thẳng bút đó, nghiêng bút vào lòng mình, nghiêng hẳn về lòng mình, đúng rồi, nghiêng hẳn về lòng mình luôn. Giữ lại một lúc anh, giữ lại một lúc, giữ lại một lúc. Nhắc lên anh. Bên đây nó khác rồi. Rồi, giữ lại một lúc. Anh chưa giữ lại đủ cho nên nó vẫn bị như vậy. Anh lại lấy mực nhiều lên. Bút của anh là bút lớn, bút anh là khó. Nhưng mà anh tập bút này rồi, anh sẽ giỏi. Vì em mới biết nha. Anh đừng lấy hết mực lại. Được rồi anh. Mực nó phải còn như vậy nó mới được. Nghiêng bút xuống nữa. Nè. Bút càng lớn càng phải nghiêng vào mình. Rồi, giữ lại một chút. Nhấc lên, đúng rồi. Giữ lại thêm một chút nữa. Ấn xuống một chút nữa. Khi mà chị nhấc lên á, chị ở đây là chị ấn xuống một chút. Với lại là chị lấy mực á, chị phải lấy nó đậm mực một chút. Chị đang ấn không? Nét thì chị cứ tập thoải mái như vậy nha. Chị tập nét cho em nha. Tập con sâu ấy. Chị ơi, là chị đã về là cô anh chị ở nhà tập viết nha chị nha. Chị là một trong những người đầu tiên mà một người rất là năng nổ trong việc học thư pháp. Tết nhà Ngọc sẽ làm. Làm. Chị hứa với em rồi đó nha. Nhưng mà không có bắt chước anh đâu. Ngọc làm cái show Ngọc riêng. Rồi, bây giờ anh chị cứ tập nghe để em coi. Coi kiểm tra cái anh này. Rồi anh thế nào rồi anh ơi? Chưa làm gì được cả. Anh tập nét thiên phong rồi đúng không? Chưa làm gì được cả. Anh cứ tập nét thiên phong đi đúng rồi. Anh nghiêng bút rồi, anh đang nghiêng bút quá. Nghiêng hết cỡ luôn. Nghiêng hết cỡ luôn. Chạm nhẹ thôi rồi. Đúng rồi, anh nét đẹp quá vậy. Chậm nhẹ xuống ha, không có nhiều quá. Đó. Nét này của anh được. Thích. Nét này em thích. Được. Bây giờ anh biết chữ gì rồi. Cái chữ gì đó cho em coi đi. Mấy ngày rồi bây giờ anh coi anh sẽ không kết thúc được, bây giờ phải đi mua cái bút đẹp mới được. đi mua cây bút. Anh đừng lấy hết mực ra. Anh phải cắn cái mực nhẹ thôi, mực nhẹ thôi. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ chỉnh chút xíu thôi là hoàn hảo. Cái này, cái nét này em thích lắm. Nét này của anh nó nghiêm trang. Nhưng mà khi ở đây á, là anh, nếu theo em á, thì em sẽ thi phong hành bút. Thì cái đầu bút đó, anh thấy em đặt xuống nó nhọn lên, nó nhọn xuống như là nó hình giọt nước nè. Kéo một cái xuống như thế này. Xong rồi chúng ta mới viết ở trong lòng như thế này. Mà chữ A thì anh hơi đứng rồi, anh chữ A nó nghiêng qua. Nghiêng như vậy. Cái chữ M đầu tiên này á, em muốn nó cao lên. Nhưng mà ở dưới này, em cho nó thấp xuống rồi. Nó cao lên lại như thế này. Thì nó có gì đó đẹp hơn chút, hoặc là anh làm như vậy cũng vẫn được, nhưng mà nếu mà đó ví dụ như là bây giờ anh luyện chữ được rồi, bây giờ cái nét mình nó quá sắc sảo, anh luyện chữ được rồi, không cần luyện nét nhiều, luyện nét thì lúc nào anh rồi, đúng rồi, rồi. Lấy từ đây á thì anh đừng để như vậy, tại vì nó không có được tròn, anh để cong tròn. Còn cái nét này của anh á nó chưa được đẹp, anh muốn đẹp đẹp á là bởi vì anh không có nghiêng bút, anh không có phương bút, anh nó gọi là phương bút á. Nằm xéo với lại cái giấy nữa nè. Anh kéo thẳng xuống khác đó. Đó, bây giờ ví dụ như anh nhìn cái cạnh này. Phương bút này. Thì cái nét này nó sẽ anh sẽ bớt rung hơn. Anh cầm lại kéo thẳng xuống luôn như này thì nó sẽ bớt rung hơn, nó không có bị gì dằn dằn. Anh cứ kéo này. Mặn tay luôn, anh mặn tay, anh đừng có sợ, anh đừng có sợ, mặn tay luôn, kéo thẳng xuống mặt. Anh cố gắng xong cái chữ này. Nhưng mà cái này anh kéo xuống một xíu nữa. Và khi anh cái chị em mời anh kéo xuống đó, anh phải tập nha, không sai là khó xử lắm. Đúng không ạ? Chị em mời anh kéo xuống đây á, là đi ngược lên như thế này. Thì nó đẹp hơn.